Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh giới thiệu sản phẩm của một Second Click Clickbait. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một chiếc Watchman được sản xuất, và đây là chiếc Watchman đầu tiên của Sony. Đây là chiếc TPS-L2. Và chiếc này được sản xuất năm 1979. Thì đây là sản phẩm, một chiếc Walkman đầu tiên của Sony giới thiệu ra thị trường. Thì chiếc Walkman này có gì? Thì chúng ta sẽ tôi sẽ giới thiệu cái chiếc Walkman này. Thì đầu tiên thì xin xin các bạn ở các bạn xem video mà ở nước ngoài, các bạn vui vô lòng chọn cái phụ đề cho cái video này sang tiếng Anh hoặc tiếng ngôn ngữ của quốc gia mình để xem review nha. Thì đây là chiếc Walkman TPS-L2. Thì cân nặng của chiếc Walkman này là tầm 700 gram. Chiếc Walkman này có chiều dài là 13 cm, tương đương với bao nhiêu inch? Khoảng hơn 5 inch. Bề rộng của chiếc Walkman này là hơn 3 inch và bề dày của nó là 1 inch. Đây là kích thước hình học của Walkman chiếc TPS-L2 này. Thì mặt trên của chiếc TPS-L2 thì nó rất đơn giản, có một cổng nguồn. Đây là cổng nguồn 3V. Đây là phím volume. Volume này là có hai kênh, kênh trái và kênh phải. Volume kênh trái và kênh phải. Đây là nút tạm dừng, đây là nút play, đây là nút lùi và đây là nút next nhanh. Và trên phía trên này có một cái mix. Còn bên hông thì TPS-L2 thì có gì? Có cái đèn báo hoạt động, có cái headphone, cái tai nghe, cái cổng cắm tai nghe có hai kênh, kênh A, kênh B. Đây là jack 3.5 và cái nút vàng là một nút hotline. Mặt sau của TPS-L2 thì có cái nút điều chỉnh tone, điều chỉnh tone của âm thanh. Và mặt trước thì có cửa sổ băng rất đẹp. Thì chiếc Walkman này thì chúng ta có cái nắp băng rất là đẹp. Và mặt sau của chiếc Walkman này là nó có sử dụng hai viên pin AA, hai viên pin AA, pin bình AA. Thì đây là chiếc máy có số seri là 14872 ha. Và hai viên pin này được lắp như sau. Có một cái dây để tháo pin. Để tháo pin. Rồi. Và khi mà chúng ta mở pin, chúng ta chỉ cần kéo cái nút open và lật cái nắp pin ra là xong. Đó, chúng ta đậy lại. Đây, thì vừa rồi là phần giới thiệu của chiếc Walkman này. Thì bây giờ mình sẽ phát cho các bạn nghe thử là cái chiếc Walkman này. Thank you.
chung bóng chân tôi. Rồi, mình cũng xin giới thiệu thêm là cái chiếc quạt may này đã được thợ ở Hồ Chí Minh, Việt Nam nha, đã bổ dưỡng bộ phận cơ học và thay một bộ dây đai, cho nên là sản phẩm này mình đã test rất là kỹ, hoạt động tốt và rất là tốt, cho nên là em xin nói với quý vị và các bạn như thế. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem cái giới thiệu sản phẩm của mình. Và sản phẩm này mình sẽ để thông tin ở bên dưới video. Và sản phẩm này mình sẽ ship ở trong nước và cũng như tất cả các nước trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và các bạn vui lòng chọn cái phụ đề cho cái video của mình. Cảm ơn và xin chào các bạn. Hẹn video sau.